Xin kính chào quý khách hàng của nhà QH. Như đã hứa hẹn trong những tập trước thì tập này bên em sẽ cho ra mắt mẫu sản phẩm và review vào mẫu sản phẩm Safety Jogger. Đây là mẫu sản phẩm của nhà Safety Jogger có tên là Pluto. Và đặc biệt ngày hôm nay em mới muốn giới thiệu đến mọi người đó là tiêu chuẩn EH. Ngoài tiêu chuẩn S1, S2, S3, S1B và SRC thì bên Jogger có tiêu chuẩn EH. Vậy tiêu chuẩn EH là gì và mẫu giày này tại sao lại được dành riêng cho những anh thợ điện? Thì chúng ta sẽ cùng xem hết video này để xem là cái phần review của em có những cái mẫu gì, nó có những cái phần gì đặc biệt mà đôi giày này lại nằm trong phân khúc giá là từ 1.300.000 trở lên nha. Hiện tại thì trước mặt mọi người đang nhìn thấy đó là đôi giày Jogger Pluto EH với màu sắc nổi bật đó là màu nâu và được làm hoàn toàn bằng da tự nhiên với một màu nâu sang trọng, lịch lãm và kiểu dáng thì vô cùng năng động và trẻ trung. Được kết hợp với lại phần đế giày là PU thì đây là một mẫu giày bảo hộ lao động dành cho thợ điện. Nó có size từ 38 đến 44 là hiện tại đang có tại kho. Ngoài ra thì những size lớn như size 44 đến 47 thì bên em sẽ order nếu như khách hàng có nhu cầu. Thì giày Jogger Pluto EH là thuộc dòng sản phẩm phân khúc của nhà Jogger và một thương hiệu rất là nổi tiếng từ trước đến giờ rồi. Thì ngoài lớp ngoài, Pluto EH được làm từ da thật có độ đàn hồi rất là cao và không bị ảnh hưởng hay biến nhẹ sau một thời gian sử dụng. Da này thì đã được xử lý bằng hóa chất cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào sẽ thấy được độ bóng rất là cao, và đặc biệt là phần hóa chất này sẽ bảo vệ cái tính thẩm mỹ và vệ sinh cho mình. Ví dụ như là chúng ta đi trong một quá trình rất là lâu rồi, thay vì da bình thường thì sẽ bị ảnh hưởng đến cái phần bề mặt bên ngoài, nhưng mà chất liệu da thì không bị ảnh hưởng, thì đôi giày này cũng vậy. Bề mặt bên ngoài sẽ giúp cho đôi giày chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh hơn, sạch sẽ hơn, và nó làm tăng tuổi thọ của đôi da, tránh những tác nhân từ bên ngoài. Cho nên là cái lớp Pluto này rất là bóng và đẹp. Tính năng nổi bật của nó thì như cái tên gọi là EH, thì cái phần mà EH này đó là phần tiêu chuẩn cách điện, và cách điện ở đây là cách điện được 18 kV, tương đương với lại 18.000 V. Phần này thì em sẽ nói kỹ hơn về cái phần mà mũ giày và đế giày của nó hoàn toàn là được trang bị và làm từ những cái vật liệu giúp chúng ta là chấm ba đập và chấm đông suy. Với cái lớp đế giày là đế PU thì trong suốt cái quá trình mà khi mà chúng ta di chuyển hay làm việc trong môi trường dầu nhớt hóa chất thì lớp PU này đều chống được cho chúng ta rất là tốt nha. Và cái phần đế này nè, chắc là một chút xíu nữa em sẽ đặt cái phần đế này lên cho mọi người xem. Bây giờ thì em sẽ nói sơ cái phần bên ngoài của nó thôi ha. Về cái lớp da thịt full này thì nó sẽ có tính năng, ưu điểm là sẽ rất là mềm mại và rất là độ bền rất là cao cho chúng ta. Về phần kiểu dáng thì ngoài ra thì những cái phần viền xung quanh đế của nó thì sẽ làm cao như vậy thì sẽ giúp chúng ta là tránh được những cái chất lỏng. Như chúng ta biết rằng là thợ điện, đặc biệt là điện thì chất lỏng sẽ những điện rất là cao luôn, đặc biệt là môi trường nước. Vì vậy cái phần lớp da này nó sẽ cấp nước cho chúng ta nha, để chúng ta đi. Và em lưu ý một số vấn đề này là đây là đôi giày dành cho thợ điện. Ngoài ra thì những ai mà làm công trình đó, mình làm công trình mình có đi đường điện, đường nước hoặc là có vấn đề khác không có liên quan đến điện mà mình vẫn muốn mang đôi giày này thì mình lưu ý giúp em là mình không có ngâm nước lâu nha. Bản chất của nó là cách điện cho chống điện và dành đi trong môi trường điện, thì khi chúng ta tiếp xúc với chất lỏng thì chất lỏng đó sẽ là nơi mà dẫn điện thì rất là nguy hiểm. Cho nên đôi giày này khuyến khích là mọi người đi trong môi trường khô thoáng ha, khô ráo giúp em nha mọi người. Nó chống với chúng ta thì chống rất là sợ, chống tức là khi mà nước hay hoặc là chất lỏng từ trên cao rơi xuống phần da này thì nó sẽ trôi đi và nó sẽ không lưu lại và nó sẽ không làm cái nơi mà dẫn điện cho chúng ta. Vì thế nếu chúng ta ngâm thì nó không phải là một đôi giày đặc trưng đi trong môi trường nước xuyên suốt, nên chúng ta hạn chế các phần này giúp em ha.
Về cái phần bề ngoài của nó thì ngoài cái lớp da màu nâu thì sẽ được trang bị cái đường viền màu trắng làm nổi bật lên những cái nét thanh lịch của đôi giày, và bên cạnh đó thì đường chỉ may rất là tỉ mỉ cho chúng ta luôn. Mọi người có hay hỏi là giữa cái phần mà tại sao mà đôi đôi giày bình thường á, cái phần mà mắt cài của nó được làm bằng kim loại, nhưng mà đôi giày Pluto thì không được làm bằng kim loại, là lý do là tại vì cái phần mắt cài là phần tiếp xúc bề ngoài mà tiếp xúc trực tiếp trong môi trường bên ngoài với cái phần thân của chúng ta, phần chân của chúng ta, nên là nếu là mắt cài kim loại thì tức là cái mắt cài kim loại sẽ là vật dẫn điện đó, cho nên là sẽ không có làm bằng kim loại nha, mà sẽ được làm ưu tiên bằng nhựa cao cấp. Nhựa này thì nó sẽ có sức chịu đựng rất là lực tác động rất là lớn, cho nên chúng ta đi chúng ta yên tâm với phần độ bền của nó ha. Đây bây giờ em sẽ qua đến phần đế ha. Phần đế dày là lớp PU và PTU. Lớp PTU đây là lớp trong suốt luôn, mọi người thấy không? Nó không phải là một cái màu đen đen không, mà nó là một lớp trong suốt. Thì cái lớp này giúp chúng ta sẽ là duy trì được độ bền này, chống hoang chất và đặc biệt là chống trơn trượt và cắt điện cho chúng ta. Đó, đây là tiêu chuẩn EH Electrical. Và cái phần tiêu chuẩn này thì nó sẽ chống điện, cắt điện cho chúng ta, và chống trơn trượt thì vẫn có nè. Rồi cái lớp đế êm ái cho chúng ta sẽ thoải mái ha. Chúng ta sẽ đi rất là dễ hơn. Đây em sẽ quay rõ lại cái phần đường kim mũi chỉ ha, được may rất là tỉ mỉ luôn mọi người đó. Và những cái phần này là phần họa tiết mà được dập nổi trên cái phần dài của mình nha, nó được dập nổi nha mọi người, và có biểu hiện logo là được may trực tiếp luôn, thay vì sợi xuyên qua thì bây giờ nó sẽ được may trực tiếp. Và cái phần mà chúng ta để sợi dây á thì sẽ là bằng nhựa đó, kết hợp với lại phần bên trên cùng là lớp vải mát giúp thông thoáng cho đôi chân của mình. Với cái lớp mốt êm như thế này á, thì khi chúng ta di chuyển thì sẽ không sợ bị đau phần mắt cá ha. Đây, cái phần lớp chân đế nó rất là trong suốt và nhìn rất là đẹp, và có một điều gì đó rất là lạ và đặc biệt khiến cho các anh nhìn sẽ rất là hấp dẫn mình đi ha. Đây, phần chữ khắc nổi của logo Sally Joker màu vàng trên nền đen ha mọi người. Đó, những cái phần phần đường rãnh này nó lại sẽ làm tăng cái độ độ như mềm mại cho đôi giày của mình, thay vì đôi giày của mình rất là thô cứng thì nhìn nó sẽ mềm mại hơn. Đó, 18 kV ha, EH 18 kV tương đương với lại 18.000 V. Rất là đẹp đúng không mọi người? Mình nhìn thôi và bề bên ngoài của nó là đã đạt được điểm trong mắt của mình rồi đó ha. Đó, đi phần đôi giày này thì vừa đi làm được vừa đi chơi được, với lại đặc biệt là những cái môn giày này, những thợ điện thì bây giờ thợ điện thì thường rất là trẻ trung, mình đi mình có thể kết hợp với mặc quần jean cũng đẹp, hay là quần vải thì nhìn cũng rất đẹp. Màu này thì không kém cái sự lựa chọn khi mình mang trang phục đâu nha, đặc biệt là những anh mà hay mặc quần jean có màu xám hoặc hơi ngà ngà đó, mình đi đôi giày này cũng sẽ rất là sáng trân và nhìn sẽ đẹp người, tạo nên sự thanh lịch hơn ha. Em quay một vòng cho mọi người cùng xem nhé. Đây nhìn rất là thanh lịch thật sự. Nhìn cái phần này đi. À, cái phần bên trên này thì khi mọi người có mã QR nha. Khi mọi người nhận giày thì mọi người có thể là quét mã QR trước khi thanh toán giúp em nha. Mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn ạ. Phần này thì mình sẽ đi giày mình sẽ mang đến phần mắt cá chân, cho nên nhìn khi mà mình đi thì nó sẽ tăng lên mình là 2 đến 2 cm, 2,5 cm đến 3 cm so với chiều cao của mình. Thì đây là một sự lựa chọn rất tốt cho những anh có chiều cao khiêm tốn ha. Đó, đây là phần đế của mình. Rồi, video hôm nay em sẽ review sơ lược về mẫu giày này thôi. Hy vọng trong những video sắp tới em sẽ review thêm nhiều mẫu giày mới hơn cho mọi người cùng xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video review mới cho mọi người hơn. Và đặc biệt là khi khách hàng mua online bên em sẽ được nhân viên hỗ trợ tư vấn cho mình qua Zalo để tìm hiểu về size nha. Khi mà khách hàng có cần đặt size ngoại lệ thì mình vui lòng order trước trước bên em. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho em để em có thêm nhiều động lực làm video và review cho mọi người nha. Hoặc mọi người cần thêm mẫu gì mọi người có thể comment xuống bên dưới. Bên em sẽ hỗ trợ review mẫu giày đó cho mọi người. Xin chào mọi người.